Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm công tơ cắt thép Philips HC3418, hàng sản xuất tại Indo và bán tại thị trường Nhật, hay chỉ dành riêng cho thị trường Nhật thôi. Đây là bao bì của sản phẩm. Và sau đây tôi xin được mở hộp sản phẩm. Như các bạn đang thấy, đây là những chi tiết bên trong của sản phẩm. Đây là để hướng dẫn sử dụng của sản phẩm, viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật hết. Đây các bạn xem. Còn đây là phiếu bảo hành 2 năm toàn cầu của hãng, bảo hành toàn cầu. Mời các bạn xem. Đây. Tổng đồ cắt tóc Philips đây. Mời các bạn xem. Đây là các nấc điều chỉnh cự ly để cắt tóc. Các bạn ấn nút ở đây và đẩy lên đẩy xuống. Đây là công tắc nguồn của máy. Đây là phần mở lưỡi để các bạn có thể vệ sinh lưỡi được dễ dàng hơn. Lưỡi của tông đời. Đây là một chiếc lược của tông đơ, dùng cái này để nắp vào cắt tóc cho trẻ em này, cắt tóc cho các bé đều cũng rất là an toàn. Các bạn thấy đây là sạc của máy. Máy dùng sạc rất tiện lợi. Có thể sạc điện lưới 220V. Bên trong còn phụ kiện nữa, đó là chổi của máy. Để các bạn vệ sinh của máy khi tóc dính nhiều trên lưỡi, các bạn dùng chổi quét rất nhẹ là sản phẩm sẽ rất sạch. Đó là toàn bộ những chi tiết của chiếc tông đơ cắt tóc Philips HC3418. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn sản phẩm tông đơ cắt tóc Philips HC3418. Hàng sản xuất tại Indo và bán tại thị trường Nhật, hay chỉ dành riêng cho thị trường Nhật thôi. Đây là bao bì của sản phẩm. Và sau đây tôi xin được mở hộp sản phẩm.
Như các bạn đang thấy, đây là những chi tiết bên trong của sản phẩm. Đây là cái hướng dẫn sử dụng của sản phẩm, viết hoàn toàn bằng tiếng Nhật hết. Đấy, các bạn xem. Còn đây là phiếu bảo hành 2 năm toàn cầu của hãng. Bảo hành toàn cầu. Đây, mời các bạn xem. Đây. Tổng đường cái tóc Philippe. Mời các bạn xem. Đây là các nấc điều chỉnh cự ly để cắt tóc. Các bạn ấn nút ở đây và đẩy lên đẩy xuống. Đây là công tắc nguồn của máy. Đây là phần mở lưỡi để các bạn có thể vệ sinh lưỡi được dễ dàng hơn. Lưỡi của tông đời. Đây là một chiếc lược của Tongder. Dùng cái này để nắp vào cắt tóc cho trẻ em này, cắt tóc cho các bé đều cũng rất là an toàn. Các bạn thấy đây là sạc của máy. Máy dùng sạc rất tiện lợi. Có thể sạc điện lưới 220V. Bên trong còn phụ kiện nữa, đó là chổi của máy. Để các bạn vệ sinh của máy khi tóc dính nhiều trên lưỡi, các bạn dùng chổi quét rất nhẹ là sản phẩm sẽ rất sạch. Đó là toàn bộ những chi tiết của chiếc Tongder cắt tóc Philips HC3418.